Lần này thì mình sẽ review cái lens này. Thì cái lens này mình nghĩ là bạn camera nên quay sát ở đây một chút thì mình để cho các mọi người cảm nhận được cái. Thì đây là cái lens Sigma, nhưng mà tiêu cự nó hơi cay cay một tí, tại vì nó tiêu cự từ 28 cho đến 70. Mình thì bản thân mình rất là bài trừ cái tiêu cự 28, và mình không thích cái tiêu cự 28 một tí nào. Ngay cả đối với bạn mới tập chụp trước bên mình là bạn hay xoay về 28 thì mình không thích một tí nào. Mình thích là tiêu cự 24 đến 70. 24 nó đủ rộng, đủ mang lại cái hiệu ứng tiêu cự, nó phiêu cho mình. Còn 28 thì nó cứ nhỡ nhàng, nhỡ. Để nói các bạn, nếu mà các bạn dùng điện thoại thì nó sẽ tương tự những cái lens ở fix mặc định ở trên iPhone ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ nhá, iPhone thế hệ mới thì bây giờ họ dùng cái lens fix mặc định là tiêu cự 24, 25 rồi. Thì nó rộng hơn 28. Đấy, nó còn như thế. Thế nhưng mà bây giờ lại dùng 28 ở trên full frame nó cay. Thì đấy là ác cảm về tiêu cự 28 thôi. Còn lại về cái lens tổng quan, nó build rất tốt, gọn gàng, và cái vòng xoay nó nhẹ nhàng. Một trong những lý do mà cái bạn này bạn ấy đổi sang con 28-70, tại vì cái con 24-70 của Sigma ấy, nó quá là nặng đi. Đít nó dài và nó to hơn rất là nhiều. Gần gấp đôi. 24-70 mua mới là 22 triệu. Còn con này mua mới thì các bạn chỉ cần cố một khoảng là 20 triệu thôi là các bạn có cái lens này rồi. Đấy, bỏ 4 triệu ra thì chúng ta sẽ mất một cái tiêu cự 24. Cay. Thế nhưng mà nó vẫn là f2.8, phi nó nhỏ hơn, nó gọn gàng hơn, chạy gimbal thuận tiện hơn. Đấy, rất là tiện. Thì mình thấy các bạn độ chế như bạn này cũng rất là hay. Một là có skin vào, thứ hai nữa là có thêm cái vòng V-neck này thì mình cầm nó cũng chắc. Thứ hai nữa là lỡ khách hàng nó nhìn ý, thì bảo là em hay đi quay mấy cái đoàn cine ấy, nó có cái vòng focus này nhìn nó hoành tráng, nó uy tín. Ok.